Vâng, đó là một tình huống game winner của Vincent Nguyễn. Rất bất ngờ. Alo tuyệt vời. Mai Bell rất nhanh. Đà Quang Bê Xì. Đà Quang Bê Xì quá nhanh và quá nguy hiểm. Cơ hội vẫn còn 6 giây, 5 giây, 4 giây. Jeremy Smith đã bị trì cản với 3 cầu thủ áo trắng rồi. Đây, liệu là có phải là Winnie sống hay không? Chiến thắng cho City Wing, tuyệt vời. Vâng, đó là một tình huống game winner của Vincent Nguyễn. Một pha bóng rất bất ngờ đến từ các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing. Một chiến thắng phải nói là làm tôi sởn cả da gà. I think we got to go back a few plays before that, okay. Like one quarter or two quarters. Yeah. Because we weren't playing our best game. Yeah. I remember McKinley was in foul trouble. Yeah. And I passed up a couple of open shots, and coach got on me. He said, "We got to shoot that. Shoot the effing ball." And then I just got a good look. Jeremy gave me a good pass. I was wide open, so I had enough time on the clock. I knew I had about 2 seconds. Well, I only need like 1 second to get it off, so I knew it. I didn't have to rush it. It felt good. It looked good, and it was good. It's like he said, it was a culmination. I mean, we struggled the whole game. You know, we had to play kind of under, not under man, just we had to play a different style because we had been without McKinley for that game. Yeah. So it kind of took us a little while to put ourselves in that position to be comfortable. I think, like Vincent said. You know, we had that was the game where I thought he kind of broke out of his shell a little bit. You know, being, you know, Vincent doesn't know how good of a shooter he is sometimes. You know, he shot 50% from the three-point line over the course of a season. So every shot he takes from three is a high percentage play. Yeah. You know, so that game I think he kind of broke out of his shell and, you know, kind of asserted himself. And, you know, that last play, great pass, great shot. And for us it was kind of a team moment that we realized we could play through, you know, different lineups, adversity, and it kind of sparked us a little bit, I think, you know, moving forward. It's crazy because in the game, I don't feel like I'll be moving that fast. But on film, it shows I'm moving real fast. I want to say that my teammates helped me out a lot, man. They make it possible. The way they spread out the floor. Like, I had a good group of guys that could shoot the ball. And we wasn't selfish at all. I mean, once I got in the rhythm, like it was easy after that, cause now I can do what I want. Đà Quang Bê Xì quá nhanh và quá nguy hiểm. Rất nhanh, Đà Quang Bê Xì. Đà Quang Bê Xì vẫn là một tốc độ thường thấy của cầu thủ mang số 55 Eurostep. Và điểm số thứ 35 dành cho Đà Quang Bê Xì. I feel like it's like you don't have a choice once I get down here. Like either gotta foul me or I'm gonna get somebody else involved or I'm gonna score. Yeah, I mean it helped. It also helped for me being kind of small. Like most of the people that guard me don't really be like my size, so I just use my speed to my advantage. I would say it's not usual because I can use both hands, like in games, like I actually shoot like jump shots with my right hand, like pull up shots mid range. So I would definitely say my game is unusual. It haven't been seen before on any level. Một cú ném vào chuẩn xác của Hồng Gia Lân. Hồng Gia Lân trong hiệp 2 đã có một tình huống ném trượt từ vạch 3 điểm. Vừa rồi thì Nguyễn Đức Cường đã quyết định chuyền bóng cho Hồng Gia Lân chứ không phải là Jordan Zhang. Và Hồng Gia Lân đã thành công. Lại là một tình huống turnover. Hồng Gia Lân, điểm số thứ 5 liên tiếp của anh chàng mặc áo số 0 dành cho đội bóng của mình. Rõ ràng trong những tình huống phản công nhanh thì Hồng Gia Lân nên được làm lựa chọn ghi điểm số 1 của Thăng Long Warriors. Trường Trung đã được ra nghỉ và vào thay chỗ anh là Hồng Gia Lân.
Hồng Gia Lân cũng có một hiệp 3 tương đối tốt với một kiến tạo và 5 điểm. Đã đánh lừa được Anthony Buck, nhưng nụ cười của Hồng Gia Lân đã cho chúng ta thấy đó là kết quả của một tình huống airball. Thì cũng cái tình huống lâu này đó là anh nhận được đường truyền của team, xong anh làm shot fake và anh cho người ta bay ra khỏi màn hình rồi. Thì đó là một học trò của anh từ rất là bé, anh dạy từ rất là bé là Tony Sandberg. Thì anh đã dạy từ rất là nhỏ, xong rồi khi mà anh fake học trò của mình bay ra khỏi màn hình rồi thì anh làm step back và anh lúc đó anh thực sự là anh đang cười luôn. Yeah, và anh ném elbow ở đó thì là mọi người cũng bó tay với cái tình huống đó luôn. Điều này Văn Vinh lại là một cú ném 3 và lại là một tình huống 3 điểm của Thần cũng như là Nguyễn Văn Vinh. Trần và Văn Vinh sẽ phải công nhanh. Có một đường truyền alley-oop rất hay dành cho Văn Vinh. Charles kết thúc một cách hoàn hảo. Cái tình huống mà chuyển đổi Sam, mà tình huống mà Sam gần như là bụng rổ thì đó là một tình huống rất là ngẫu hứng. Mình cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm giác là mình thấy Sam và tự nhiên mình phát ra được đường truyền như vậy. Và cái đường truyền đấy hình như là mình chưa bao giờ làm. Đối với mình thì mình cũng không cảm thấy tiếc gì cả. Ví dụ mình 22 điểm hay mình hơn Sam nhiều điểm đi chăng nữa thì nó chỉ là một chiến thắng. Cái mà mình mong muốn thì là cùng đồng đội để chiến thắng một trận đấu, chứ không phải là một cái danh hiệu cá nhân. Và rồi em cũng không giúp đồng đội thì nó cũng không là gì với mình cả. Mình chỉ mong muốn là một chiến thắng, dù mình ghi ít điểm hay nhiều điểm mà mình có cái sự cống hiến cho bản thân của đội này được. Trận đấu đấy của mình được thành công như vậy thì nhờ một phần là coach đã tạo cho mình cơ hội và cho mình biết là trận đấu đấy mình sẽ được đấu. Nên là trận đấu mình đã có khởi động rất là kỹ và cái tự tin trong bản thân lúc đấy nó đang dâng trào. Wide open that cash. Right back. Body him. Good move. Finish. One, two. Out the way. Goski. Cash. Body him. Good move. Take the bump. Cross throw over. One, two. Okay. For sure. That game, I was really locked in, just in a rhythm. I felt like we was able to get up, get one up on them. Once we got up, I just wanted to get a lot of my teammates involved. I just wanted to make sure, you know, because they don't get the opportunity to really be out there as much, but I wanted to see most of the guys score. So after we got up enough, I was pretty much looking to facilitate. It kind of makes me feel better when I see my teammates scoring the ball, and especially the guys who don't really get in and get to play that much, they give me a different level of excitement to see them, you know, involved and tuned into the game. Mai Bell thì đã kiến tạo cho tình huống cực kỳ đẳng cấp vừa rồi, không phải khác là Sang Ninh. Bởi vì đó, tình huống này là quá đẹp. Trả lại cho Mai Bell, thêm một cú ném sao của Mai Bell. Cú ném sao thành công thứ hai của Mai Bell trong trận đấu ngày hôm nay. Mai Bell được chuyển tốt của Mai Bell và ở đường tình huống sau đó cho thấy họ là một đội bóng tấn công rất đa dạng. Vào cú block của Mai Bell. Sang Ninh đột phá vào khung dưới rổ. Quá nhỏ bé so với Mai Bell, và Mai Bell với sợi tay rất dài của mình đã suy cảm Tân Bình cực kỳ. My body hasn't started to decrease yet because it's because of the work that I put into my body, and that's what I'm always doing, and I never stop. So like I said, the season is over, but that does not stop me from continuing to get better and working on my body. So
That's it's no secret. That's what I do. I tell everybody it's not a secret, but you have to have the discipline to do it, to really get up and do it. And it's funny, I changed over the years to become a player that, you know, the player that I am today, and focus on more defensive stuff. And then offensively, I try not to dribble as much. Right after I dunk it, I'm immediately thinking about the next play. What can I do to help my teammates right now? So even when I do something good or bad, you don't see my face change to sad because I did something bad, or get extra happy because I did something good, because I'm immediately thinking about the next play. What can I do to help my teammates right now? Because that play is already behind me. Và dứt điểm đổi tay rất khó của Minh Tôn, nhưng có điểm. Rồi là loạt những tổ hợp cực kỳ ấn tượng cho Minh Tôn crossover xoay người. Loạt động tác kỹ thuật của Minh Tôn và được kết với Minh Tôn vượt qua được hai cầu thủ của nhà Trang Dolphins và có hên hoan cho Minh Tôn. No, that game was personal. It was just like the day my aunt passed away. Yeah. And then having to still perform, so just played and just thought about her the whole entire time when I was playing. So. Mà cho soi thành công. Vâng, Michael Soy có thể im tiếng trong cả trận đấu này. I watched this. I watched it like I replay it like 20 times like each time, you know. I wouldn't say it's lucky. You can see in the video. Yeah. I'm like turned the opposite way, so yeah. I get it. I jump and I just turn. I see three guys on me and I just threw it up. And I couldn't even see the net. Yeah. So the only thing I saw was the ball going in. I was like, oh damn. I'm like, let's go. Thì anh nghĩ là tình huống mà anh tranh bóng với mọi anh chót toàn sân, xong rồi anh tranh bóng với Dương Nga, xong rồi anh được cái jumbo. Hình như bọn anh được hay đội kia được anh không nhớ lắm, nhưng mà trong tài ra ghi bằng jumbo. Sao anh đã gào tỏ cái gì rồi, anh muốn hô hào mọi người lên. Mặc dù trận đấy là mình lúc đấy không có nhiều thời gian và mình trận đấy mình thua khá là nhiều rồi. Lúc đấy thì có nhiều người sẽ bảo là, nhiều người xem thôi, họ sẽ nghĩ là người ông thua rồi thì ông gào làm gì, hay là có thắng đâu mà sung thế. Nếu bây giờ mà đội thua như này, đội bị tụt tinh thần như này thì trận đấy là một nhà thì mình phải cho họ thấy là đến một người đến tuổi này thì anh là một trong người già nhất rồi mà anh còn nhiệt được, anh còn cố được, anh không lùi bước, thì các em trẻ phải cố gắng nhiều hơn.